Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro và Xiaomi 12X đã được ra mắt tại một sự kiện báo chí ở Trung Quốc vào thứ Ba, ngày 28 tháng 12. Thông số kỹ thuật Xiaomi 12. Xiaomi 12 chạy trên MIUI 13 dựa trên Android và có màn hình AMOLED 6.28 inch Full HD cộng 1080x2400px với lớp bảo vệ Corning Gorilla Glass Victus ở trên cùng và tỷ lệ khung hình 20:9. Màn hình cũng có độ sáng tối đa 1100 nit, tốc độ là mới 120Hz và hỗ trợ Dolby Vision. Về cơ bản, Xiaomi 12 có SoC 8 lõi Snapdragon 8 thế hệ 1 cùng với RAM LPDDR5 lên đến 12GB. Thông số kỹ thuật Xiaomi 12 Pro. Xiaomi 12 Pro chạy trên MIUI 13 và có màn hình E5 AMOLED 6.73 inch WQHD cộng 1440x3200px với độ sáng tối đa 1500 nit và tốc độ làm mới động 120Hz. Màn hình cũng có tốc độ lấy mẫu cảm ứng 480Hz và bảo vệ bằng kính Corning Gorilla Glass Victus. Nó cũng bao gồm công nghệ bảng nền oxy đa tinh thể LTPO, nhiệt độ thấp mà Apple sử dụng trên các mẫu iPhone cao cấp của mình. Xiaomi 12 Pro được trang bị SoC Snapdragon 8 thế hệ 1, cùng với RAM LPDDR5 lên đến 12GB. Thông số kỹ thuật Xiaomi 12X. Xiaomi 12X là một phiên bản tinh chỉnh của Xiaomi 12. Điện thoại thông minh có màn hình 6.28 inch giống như trên Xiaomi 12. Nó cũng có thiết lập 3 camera phía sau giống hệt nhau và cùng một viên pin 4500mAh. Về sự khác biệt, Xiaomi 12X được trang bị SoC Qualcomm Snapdragon 878 nhân kết hợp với RAM lên tới 12GB. Điện thoại có bộ nhớ trong lên đến 256GB. Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, giá Xiaomi 12X. Tính khả dụng, giá Xiaomi 12 đã được đặt ở mức 3.699 nhân dân tệ Trung Quốc, khoảng 43.400 rupee Ấn Độ cho biến thể RAM 8GB cộng bộ nhớ 128GB. Điện thoại cũng có mô hình 8GB cộng 256GB với giá 3.999 nhân dân tệ Trung Quốc, khoảng 46.900 rupee Ấn Độ, và tùy chọn 12GB cộng 256GB cao cấp nhất với giá 4.399 nhân dân tệ Trung Quốc, khoảng 51.600 rupee Ấn Độ. Ngược lại, giá Xiaomi 12 Pro bắt đầu từ 4.699 nhân dân tệ Trung Quốc, khoảng 55.100 rupee Ấn Độ cho biến thể 8GB cộng 128GB. Điện thoại cũng có mẫu 8GB cộng 256GB với giá 4.999 nhân dân tệ Trung Quốc, khoảng 58.600 rupee Ấn Độ, và tùy chọn 12GB cộng 256GB hàng đầu với giá 5.399 nhân dân tệ Trung Quốc, khoảng 63.300 rupee Ấn Độ. Các Xiaomi 12X giá khởi điểm 3.199 nhân dân tệ Trung Quốc, khoảng AS 37.500 cho các biến thể 8GB cộng 128GB. Điện thoại cũng có mẫu 8GB cộng 256GB với giá 3.499 nhân dân tệ Trung Quốc, khoảng 41.000 rupee Ấn Độ, và tùy chọn 12GB cộng 256GB với giá 3.799 nhân dân tệ Trung Quốc, khoảng 44.500 rupee Ấn Độ. Về mặt hàng có sẵn, cả 3 điện thoại Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro và Xiaomi 12X sẽ có mặt tại Trung Quốc từ ngày 31 tháng 12, với thời gian bán hàng trước của chúng bắt đầu từ thứ Ba. Xiaomi vẫn chưa cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về việc ra mắt dòng Xiaomi 12 tại các thị trường khác bao gồm cả Ấn Độ.
Dòng Xiaomi 12 đi kèm với các tính năng bao gồm thiết kế màn hình đục lỗ được bảo vệ bởi Corning Gorilla Glass Victus, 3 camera phía sau và kết nối 5G. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!